Ồ. Quả đấy anh phải tì thẳng vào anh Hồng chứ. Vâng, lại là tôi đây, Tú Victor đây. Xin chào quý vị và các bạn. Đây là trận knockout diễn ra giữa hai đôi vận động viên Trường Pháo Binh Hồng Đăng, Ngọc Sport và Huấn Tâm Đảo. Ngọc này đánh như thực cái chồi. Trận quyết định đi tiếp hay là dừng lại của hai đội vận động viên Ngọc Sport, Huấn Tâm Đảo, Trường Pháo Binh và Hồng Đăng. Kết thua bao nhiêu anh? Thua bao nhiêu? Đội đấy cũng mạnh nhỉ? Đánh cái đôi trong hàng 6-3 rồi. Chuẩn luôn. Cái ông mẹ tài vật bố, ông ấy mẹ bay kinh này. Rất tiếc một tình huống chém bóng ra mang không thành công của Ngọc Sport. Tỷ số đang là 0-1, 0-15. Chào Mai Trọng Đức. Rất hay, vâng, cú xì mát chắc chắn của Ngọc Sport. Điểm 15 đều, 0-1 15 đều. Trước màn hình là Trường Pháo Binh. Anh có bộ tóc rất thời trang, chuyển sang màu tím tím đẹp đẹp. Cú smart đáng tiếc của Ngọc Sport. Rất nhiều góc đập nhưng mà Ngọc Sport đã quyết định đập dọc dây để bóng nó ra ngoài. Điểm 15-30. Rất khó chịu, những tình huống cải bóng rất khó chịu của Ngọc Sport. Trường Pháo Binh là vận động viên thi đấu rất nhiều kinh nghiệm cũng và sở hữu những cú forehand backhand rất đều, nhưng cũng đang gặp khó khăn trước những tình huống lưới của Ngọc Sport. Rất khó chịu, vâng. Tình huống may mắn của anh Trường nhưng mà lại may mắn không đúng lúc. Rất khó chịu. Chào anh Đức Thịnh nhá, chào Đỗ Tiến Hùng, chào Nguyễn Kim Việt. Vâng. Kết thúc hai game đấu, tỷ số 1-1. Người cầm ra bóng tiếp theo là anh Hồng Đăng. Đội bóng 1. Quả đấy tung lỗi, cố phát là sao nhỉ? Tung bóng lỗi bắt lại chứ trời. Nội dung là xấp xỉ khoảng 1450 đến 1500 em Phong ơi. Anh Trình Thất
Anh trình thấp, anh chỉ cần đánh bóng vào sân thôi, còn lại không cần phải đánh giết, cứ cố gắng giữ được bóng thôi. Rất khó chịu. Chào anh Nguyễn Hoàng Minh. Anh có đánh không? Không, là bên này. À thế à? Rất khó chịu, tình huống đánh bóng rất sâu của Vấn Tâm Đảo. Một đều lợi ngoài. Kết thúc 3 game đấu, tỷ số là 2-1. Người cầm giao bóng tiếp theo là Huấn Tam Đảo. Chào anh Tuấn Vũ nhá. Anh Tuấn Vũ dậy sớm đi anh ơi. Em Ngọc Sport đang thi đấu ở trên sân Nhà Văn hóa Thanh Xuân anh ạ, ở quận Thanh Xuân Hà Nội đây anh ơi. Trên màn hình là anh Huấn Tam Đảo. Chào anh em nhá. Ôi trời, hôm nay gặp bia đỡ đạn cho anh em, bán kinh quá. Nhưng hôm nay là bia đỡ đạn, không có thân mình lớp vỡ trong mai. Thầy giáo Huấn hôm nay hơi bị tâm lý đôi chút khi gặp những đôi trình cao đang bị choáng. Nam ơi, ý thức kém thế, em ra muộn thế. Ý thức kém thế. Dạ vâng ạ. Anh cổ vũ từ xa cho Ngọc Sport và anh Huấn Tam Đảo anh nhá. Đang thi đấu ở nội dung 1450 mà có sự góp mặt của các tay vợt như là thắng bò và tài vợt gỗ anh. Những tay vợt bán chuyên và chuyên nghiệp. Chào Hiên nhá, chào anh Nguyễn Việt Anh, chào Đức Thành, chào Trương Anh Trịnh, chào Linh Ruby. Đây là trận lúc ao giữa hai đội vận động viên, ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra đi. Tình huống trả giao bóng ra ngoài của Trường Pháo Binh. Anh Huấn ơi, cơ thể buổi sáng nó chưa ngon, cứ đều đều thôi, chưa cần phải gắt vội đâu. Rất bất ngờ một tình huống dọc dây của Hồng Đăng. Ngọc Sport đang hơi thiếu tập trung. Bóng tốt. Chào anh Chiến Đen nhá. Bảng có bảng 3 đôi ạ. Bảng này 3 đôi ạ. Bảng này 3 đôi. Vừa rồi cả thêm đôi Bình VNT và Vũ Đại Kim đấy. Với lại hai đôi này anh ơi. Rất đáng tiếc là một tình huống lưới bị lỗi của Huấn Tam Đảo. Chào anh Ngô Đại Phúc ạ. Cứ đều sang cho đội mũ anh ơi thì mới có cơ hội chứ. Chào anh Phạm Tuấn Dũng ạ. Chào anh Phạm Minh Quyết. Rất đáng tiếc cho hai tình huống lợi thế mà Huấn Tam Đảo đã đánh mất. Sau đó là một cú lưới trái rất tuyệt vời. Tự tin lên anh ơi. Lợi dao. Chào Phạm Vũ Thắng nhá. Rất
hay, một tình huống bắt bài rất hay của Ngọc Sport. Ở tình huống quyết định mà Ngọc Sport đã phải sử dụng đồ long đao của mình để kết thúc đường bóng, rất hay. 1-3. Người cầm giao bóng tiếp theo là Trường Pháo Binh. Lên đi. Những tình huống lưới rất đơn giản nhưng vận động viên Huấn Tam Đảo đã không tận dụng được cơ hội. Đội trưởng Pháo Binh và Hồng Đăng là đôi vận động viên bình luận viên dự có suy đoán là yếu nhất giải. Cú lưới trái rất tốt. Điểm 1-3, 15 đều. Rất khó chịu, cú lưới đơ mi trái rất sâu của Ngọc Sport khiến vận động viên đầy kinh nghiệm như Trường Hòa Bình cũng không thể đoan lên được. Tỷ số đang là 1-3, 15-3. Rất khó chịu mà. Một ba mười lăm bốn. Vâng ạ, em quay lốt trận này cho Ngọc Sport rồi em sẽ sang kia quay trận bên kia. Trận bên kia đang là Hiếu Tây Hồ Bắc Bắc Ninh gặp đôi sự là mới em cũng không rõ, vẫn không chết được. Vâng, tình huống bỏ nhỏ rất hay của Hồng Đăng. 30-40. Bốn mươi đều. Quay cho đôi quay cho cô em Ngọc Sport một tí để hôm qua còn giải của mình lợi dao. Tập trung vào nhá, tập trung vào đi nào. Tennis nó tuột là tuột luôn đấy. Rất đáng tiếc một tình huống 15-40 mà đội Trường Pháo Binh Hồng Đăng đã giành lại được break của mình. Kết thúc 5 game đấu, tỷ số là 3-2. Người cầm giao bóng tiếp theo là Ngọc Sport. Anh Trình Quái ở bên kia, trận bên kia cũng không hấp dẫn đâu anh ơi. Tí nữa sẽ có những trận đấu hấp dẫn hơn ở những vòng đấu trong. Đây là những trận lượt vòng bảng nên là nó vẫn chưa thực sự hấp dẫn, chưa thực sự nóng bỏng. Anh Dũng Nhạc hôm qua về sớm thế anh ơi. Bọn em về đến nhà cũng rất sớm, tầm 1 giờ. Trước màn hình là tay vợt Hồng Đăng. Cố lên anh ơi. Anh Trường này chảy nhờ, anh tí đã mệt bơ phờ rồi. Rất tốt, cú forehand trả giao bóng rất tốt. Chào anh Cường Nguyễn, chào Củ Đậu. Lỗi bóng 1. Anh ơi, sân này không có wifi anh ạ, chỉ có ấy thôi. À không biết nữa, hình như vẫn có đấy nhưng mà em không biết là... Không biết anh Thắng anh có lắp wifi không? Chào anh Đức Quang, chào anh Việt Dũng. Wow.
tình huống lưới trái rất tốt của Huấn Tam Đảo. 32 30 15. Một tình huống dọc dây rất tốt của Trường Pháo Binh. 30 đều. Anh Đức Thịnh ơi, sân đấy ở ngay chỗ ngã tư Lê Văn Lương với lại Khuất Duy Tiến anh. Nó là nhà văn hóa quận Thanh Xuân anh ạ, 166 Khuất Duy Tiến anh ạ. Anh cứ đi thẳng vào nhà văn hóa, anh bảo là vào sân tennis nhá. Bóng vàng. Chào anh Cao Cường. Kết thúc 6 game đấu. Tỷ số đang là 2-4. Huấn Tam Đảo đang thể hiện phong độ thi đấu không tốt khi có những quả đánh rất đơn giản. Anh Huấn Tam Đảo đang bị lỗi rất là nhiều. Chào Bình Sứt nha, chào anh Đào Văn Ân ạ. Trên sân đang có sự góp mặt của rất nhiều tay vợt. Chào em Thanh Xuân La. Hôm nay em đi sớm đấy. Em vừa quê xuống. Rất hay, một tình huống rất lỗ lực của Trường Pháo Binh. 30-0. Chào Bùi Thanh Tùng. Anh ơi, trông thế thôi không đẹp đâu. 10 quả may ra được một quả thôi anh ơi. Chọn phương án khác đi. Đừng làm việc khó làm gì cả. Rất khó chịu. Tình huống Ngọc Sport cắt nhẹ ra màng. Chào anh Phạm Nhận Hòa, chào anh Thần Điêu. Anh Thần Điêu ơi, ra sân chơi anh ơi, đi cà phê anh ơi. Lỗi bóng 1. Phần thi vị hóa của Ngọc Sport. 4-3. Tỷ số đang là 4-3 anh ơi. Người cầm ra bóng tiếp theo là Huấn Tam Đảo. Ngọc Sport vẫn đang còn một chút dư âm của giải đấu ngày hôm qua. Khi Ngọc Sport hôm qua đã bị chuột rút đến cơ bụng. Nhưng hôm nay vẫn thi đấu được tiếp. Cố lên anh ơi, tập trung vào. Phải lên nhớ đây là trận lock out nhá, lúc nào cũng phải nhắc nhở mình. Tỷ số đang là 4-3. Người cầm giao bóng là Huấn Tam Đảo. Lỗi bóng 1. Không 15. 4-3 không 15.
cú forehand không tốt của Trường Pháo Bình. Điểm. Mười lăm ba mươi. Anh phát trái, anh phải đứng lùi vào giữa chứ. Anh đứng thế thì nó vào sao vào trái được. Rất đáng tiếc nếu mất break này thì phần lợi thế sẽ nghiêng về đôi Trường Pháo Bình. Không phải anh Huấn Hòa Bình đâu anh ạ, anh này là anh Huấn Tam Đảo anh ạ, giáo viên hình như là giáo viên ở Tam Đảo anh ạ, ở trên Vĩnh Phúc anh ạ. Chào anh Ngô Thắng nha, chào anh Thông Nguyễn. Bóng ra ngoài, rất tiếc, hài lắm. 40 đều. Anh ấy không có trái, có bước phải thôi, ép trái thôi. Này, đợi dao lên lưới nhanh là hết chỗ đánh đúng không? Đánh. Chào anh Nguyễn Thanh Phương. Lợi dao 4-3. Lợi dao tỷ số đang là 4-3 lợi dao anh Hiếu ơi. Bóng ra ngoài. Hai thầy trò Trường Pháo Bình và Hồng Đăng đang có những tình huống trả ra bóng không tốt. Kết thúc 8 game đấu, tỷ số là 3-5. Rất hay anh Huấn ơi. Vâng, cảm ơn anh Tình Văn ạ. Đây là những trận vòng bảng nó chưa thực sự hấp dẫn và nó cũng chưa thực sự căng thẳng. Khi mà vào những vòng lock out thì nó sẽ là thực sự căng thẳng hơn. Tình huống rất mềm mại của Ngọc Sport. Bóng mà sang thì thực sự rất là khó chịu. Bình luận viên xin được tiết lộ đôi chút là Ngọc Sport hôm qua là đã vào trận chung kết của giải Hòa Bình 54 đôi. Khi mà đã cõng chị Sườn Xíu vào đến chung kết. Vận động viên Ngọc Sport hôm qua là đi triển chiêu cho chị Sườn Xíu, nhưng mà cuối cùng là bao công Sườn Xíu lại bị chuột rút trước cả Ngọc Sport. Bao công còn bị chuột rút thì mọi người thừa hiểu là cái áp lực của giải đấu hôm qua nó nhiều đến mức độ nào. Dưới thời tiết trời mưa bão, quả bóng tennis nó nặng khoảng gấp 3 bình thường. Sân này là sân nhà văn hóa Thanh Xuân, anh Long Nguyễn ơi. Vùng lốp rất khó chịu. Vẫn còn. Biết ngay là quả đấy rồi. Hay quá anh Trường ơi. Tình huống sở trường của anh Trường Pháo Bình. Tình huống double fold của anh Trường Pháo Bình. Cố lên em ơi, xong rồi nghỉ giải lao. Vâng ạ, ở Hà Nội ạ. Ở nhà văn hóa quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Rất đáng tiếc tình huống double foot của Trường Pháo Binh. Mad Boy cho đội Ngọc Sport Huấn Tam Đảo. Do lâu ngày không thi đấu ở những nội dung giải đấu hay cũng như là cọ sát, anh Trường Pháo Binh tập trung vào công việc huấn luyện. Nên hôm nay thì anh thi đấu phong độ không thực sự tốt. Kết thúc vòng knockout, đội Ngọc Sport và Huấn Tam Đảo đã giành quyền đi tiếp với tỷ số chung cuộc 6-3. Chào bạn Minh Béo nhá, rảnh ra đây chơi bạn ơi. Vâng, hai trứng như nhau. Chào anh Tennis. Vâng, thân ái chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những livestream tiếp theo nhá. Sau đây là trận